luôn yêu nghề, ham học hỏi, hết mình vì công việc là những nhận xét của đồng đội dành cho thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tiêu Thị Nga, tiểu đoàn quân y 24, sư đoàn 320, quân đoàn 3. Không những giỏi việc nước, chị còn đảm việc nhà, điển hình về làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng một năm. Chị còn tích cực giúp đỡ các chị em trong hội phụ nữ sư đoàn 320, quân đoàn 3 cùng phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình. Mảnh đất rộng 5 hectare này trước đây là đồi trọc. Sau khi mua và cải tạo lại, vợ chồng chị Nga đã mạnh dạn đầu tư trồng hơn 4.000 trụ tiêu và 3.000 gốc cà phê. Đến nay, vườn cây phát triển rất tốt. Mỗi năm, gia đình chị thu hoạch bình quân trên 50 tấn cà phê và 10 tấn tiêu tươi. Gia đình chị còn tận dụng đất trống, trồng sen canh cây bắp, chăn nuôi lợn gà. Mình không có phun thuốc trừ sâu, mình chỉ phun thuốc sinh học thôi. Và chăm sóc của nó thì cũng kỹ. Trong tương lai thì chị cũng trồng tái canh lại cây cà phê và phân bón rồi là chăm sóc rồi làm hệ thống giàn tưới đầy đủ và để cho nó có hiệu quả hơn. Không chỉ làm giàu riêng mình, chị Nga còn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế cho nhiều quân nhân, đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ trong cơ quan và người dân địa phương, hướng dẫn mọi người áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch trang trại xanh, sạch, nhất là phát triển hệ thống giàn tưới tiêu. Những năm vừa qua, chị cũng đã hỗ trợ vốn cho nhiều gia đình quân nhân để phát triển kinh tế hộ gia đình với số tiền hàng chục triệu đồng. Gia đình thì cũng học hỏi mà thấy để nó nhàn rỗi và cái nhân công và coi như để làm cho hiệu quả thì gia đình cũng phải lắp một cái đặt tưới coi như hệ thống coi như là tự động. 2018 là bắt đầu làm cái giàn tưới này thì bây giờ hôm nay đã được coi như là 4-5 năm rồi. Là nó hiệu quả rất nhàn, dù bây giờ thích tưới là chỉ coi như là mở van thấy nó hiệu quả. Chị là một cái tấm gương mà để cho nhiều chị em chúng tôi phải học tập và tham quan để mà ứng dụng, để mà rút kinh nghiệm, để mà có những cái nguồn thu tốt về cái việc mà làm kinh tế gia đình trong cái thời gian qua. Nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và tích cực giúp đỡ mọi người, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tiêu Thị Nga là tấm gương sáng về tinh thần lao động sản xuất, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ quân đội.